Hiện tại là anh chỉ đang muốn làm quen với em thôi. Không biết là có được không nhỉ? Không ạ. Ôi, tiếc thế. Thế mà hôm trước anh vừa mới mua được con Lexus xong, bây giờ cũng chỉ có đi một mình, không biết chở ai đi cùng cơ chứ. Anh không biết chở ai thì đem đi bán đi ạ. Này, thế em thấy anh nói chuyện như thế nào? À, cũng được ạ. Nhưng mà được là được như thế nào? Mỗi lần nói chuyện với anh ý, là em lại muốn lên giường ý. Ôi, em nói thế chắc là em thích anh lắm nhở? Không, mỗi lần nói chuyện với mày, nhà bỏ mẹ ra tao chỉ muốn lên giường ngủ thôi. Oh my god, esto va a ser épico, papus.